trận chiến nước định giữa Atula Vương La Hầu và Thiên Giới Như Lai đã bộc phát, cả hai đánh toàn lực vào từng đòn đánh ra, trong vài chiêu giao phong đã làm đối thủ bị thương nặng. Như Lai đón đỡ Ma Đao rồi nói, nếu ta chịu được một đợt chản kích của ông, chính diện hướng về ông thì nắm được nhược điểm duy nhất vào lúc này ông xuất chiêu. Như Lai vung quyền đấm xuyên qua lớp Ma Đao, đi thẳng tới trước ngực Cuồng Vương, tung một đòn chí mạng. Như Lai nói, Cuồng Vương, ông chỉ có vậy sao? Đây là kết quả mà ông truy cầu sao? Cuồng Vương đã hộc máu từ đòn công kích chí mạng này. Quay trở lại với hiện thực, Như Lai vẫn ở hình dạng tên Atula béo, Cuồng Vương vẫn đang ngồi đối diện nhau. Như Lai nói, Atula Vương, đừng khẩn trương, ông chỉ là nằm mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi, đó là ảo giác ta tạo ra. Trong hiện thực, ông chỉ bị đánh một đòn rất nhẹ. Như thế xem như là giải quyết trận chiến đã ước định của chúng ta, tuyệt đấy chứ. Cuồng Vương nói, Như Lai, ông đang đùa với ta đấy ư. Như Lai nói, không không, Atula Vương, tuy là mơ nhưng tình tiết phát triển trong mơ phù hợp với hiện thực. Trong mơ ông có cảm giác thấy năng lực của bản thân bị hạn chế không? Không có chứ gì, đại khái đó là kết quả khi chúng ta quyết đấu, ông thua còn gì. Cuồng Vương nói, thực chiến ắt sẽ khác. Như Lai nói tiếp, nếu bây giờ mà làm thật, phản ứng của ông sẽ khác. Nhưng Atula Vương, ông thử nghĩ xem, ông có tìm được kết quả khác hay không? Nhưng ta tin rằng sẽ có cùng một cách đánh. Kết cục quyết đấu ông đã rõ, nếu ông kiên trì, ta không còn cách nào hết. Ta và ông mạng sẽ tận tại đây, đó đúng là một cách làm rất ngu ngốc. Lão bằng hữu của ta, như vậy ta sẽ vô cùng thất vọng đấy. Cuồng Vương nói, ta không sợ chết, nếu con đường ta đi hướng về cái chết, ta sẽ chấp nhận. Như Lai nói tiếp, chết cũng phải chết cho có lợi, ta và ông ở đây chém giết nhau có giá trị gì cho ai? Cuồng Vương nói, một trong số trách nhiệm của ta là trả thù thiên giới. Như Lai nói, thiên giới từng tấn công Atula, nhưng Atula cũng đã xâm lược qua thiên giới. Cách trả thù này đến khi nào mới kết thúc? Ông năm xưa chém bị thương Đế Thích Thiên, hại thảm ông ta. Nếu ông ta đã buông bỏ được, ông tại sao không được? Ta đã sắp xếp cho hai người gặp mặt, một người đứng đầu thiên giới, một người là vua Atula, hai người bàn điều gì cũng được. Cuồng Vương nói, trong cung điện thiên giới sao? Như Lai nói, đúng vậy, Cuồng Vương, ông có một ý nghĩ táo bạo. Theo ta biết, tứ vương Atula luôn công kích lẫn nhau. Các ông đều có ý muốn tiêu diệt đối thủ. Lần này tứ vương hợp tác công thiên giới là một cơ hội khó có. Nếu ông đồng ý, ta và chúng thần thiên giới sẽ giúp dụ tam vương còn lại vào thiên cung, sau đó đánh bại bọn họ. Sau khi việc thành, ông chính là Atula vương duy nhất. Ông sẽ quyết định toàn bộ hướng đi của Atula. Sau này Atula và thiên giới tồn tại song song, không ai xâm phạm ai. Cuồng Vương nói, Như Lai, ông lại đưa ra đề xuất hoang đường đối với ta. Như Lai nói, vì trong số các Atula vương, chỉ có ông là nói đạo lý. Ít ra chúng ta là bạn, ông cũng có tin tưởng nhất định với ta. Cuồng Vương nói, ông có toàn quyền đại diện cho thiên giới sao? Như Lai nói, không có, nhưng ta tin có năng lực làm được việc này. Ý nghĩ táo bạo, hành động cẩn trọng. Atula Vương, ông cho rằng không làm được. Cuồng Vương nói, không làm được, nhưng có thể thử, dùng theo cách của ta. Nghe nói thiên thần và Atula là cùng nguồn gốc, ta đã ở rất gần, thấy được bóng dáng ẩn hiện của thiên cung. Như Lai nói, nỗi tiếc này sẽ được bù đắp, ông sẽ thành Atula đầu tiên đặt chân thiên giới, nhưng với thân phận là bạn bè liên minh, chúng ta không còn là đối địch nữa. Cuồng Vương nói, Như Lai, kế hoạch lạc quan của ông có phải chỉ là ý riêng của ông? Để thời gian chứng minh trước khi gặp Đế Thích Thiên, ta vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Như Lai nói, ta sẽ kể kế hoạch này cho sát tâm, tin rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi. Quay lại với thiên giới, thiên binh đang lao tới tấn công Cuồng Vương, ông giơ đao đánh bay đám thiên binh. Ngay lúc này cuộc chiến chuẩn bị nổ lớn thì có một người tới cản lại, đó là Như Lai trong hình dáng Atula. Ông nói, xin hãy nghe ta nói đã, Cuồng Vương đến không có sát ý. Thiên binh nói, ngươi là Atula, sao chúng ta phải nghe ngươi? Như Lai nói, ta không phải Atula, ta là Như Lai, sứ giả gắn kết hòa bình giữa thiên giới và Atula. Rồi ông hóa thần về bản thể. Ngay lúc này phía trên thiên không, quân của Cuồng Vương cũng đã đến, đám chiến sĩ Atula đã xuất hiện phía sau Cuồng Vương. Như Lai hạ lệnh cho thiên binh, tất cả nghe đây, Đế Thích Thiên và Atula Vương chỉ cần gặp mặt, ân thù sẽ hóa giải, cản trở họ gặp mặt chỉ là sự ngoan cố và ngu muội, đang nói các người đó. Thiên binh nói, Như Lai đại thần, cho dù là ngài cũng không thuyết phục được chúng tôi nhường đường. Như Lai nghiêm túc nói, thiên quân, lập trường của ta rất rõ ràng, đây là thời cơ để chấm dứt cuộc chiến trăm năm. Cuồng Vương nói, thôi bỏ đi, ta đã nói rồi mà, ông quá lạc quan. Như Lai nói, đợi đã, bây giờ chỉ thấy một trở ngại ở giữa, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, nhẫn nại một chút, đừng đánh. Ngay lúc này Đế Thích Thiên tiến tới nói, kha kha, bên đó náo nhiệt thật, là Cuồng Vương và các đấu sĩ Atula, ta đã đợi rất lâu,
Quân vương, chúng ta năm xưa đánh qua một trận, ta từng ăn nhiều trái đắng dưới ma đào của ông. Quân vương nói, đúng vậy. Đế Thích Thiên nói tiếp, Như Lai đã kể cho ta biết kế hoạch của ông ta. Ta đợi ông đến nhưng có quá nhiều nhân tố không xác định. Thế lực bảo thủ của thiên giới quá lớn, cả ta cũng không tiện thông báo kế hoạch này. Hôm nay gặp được ông, giải thích rõ ràng mọi kế hoạch có thể thực hiện. Tốt lắm, ông có cần vào trong bàn chi tiết? Quân vương nói, không cần, ta chỉ cần một câu nói của ông. Đế Thích Thiên nói, Quân vương, mối thù thiên cổ giữa thiên giới và Atula hôm nay sẽ kết thúc trong tay của ta và ông. Từ nay chúng ta gắn kết trăm năm là chuyện tốt của thiên hạ. Quân vương tiến tới nói, Đế Thích Thiên, ta trước giờ không tin thiên thần. Rồi ông giơ đao chĩa vào Đế Thích Thiên nói, chỉ riêng lần này, sau này ông nếu phản lời thề, ta sẽ cho nơi này thành biển máu. Đế Thích Thiên đứng trước lưỡi đao Atula nói, ta đứng trước chúng thần, xin thề. Quân vương nghe thế thu đao, quay lại nói với đấu sĩ Atula, các chiến sĩ Atula, hôm nay chúng ta không giết thần, đi giết các tên khác. Ngọc Đào đang viết lịch sử của thiên giới, ta là sự quản của thiên giới Ngọc Đào. Công việc chính của ta chính là đem đại sự trên thế gian này ghi chép lại một cách chính xác, trở thành lịch sử. Đại chiến Atula là sự kiện quan trọng nhất sau khi thiên giới bị chia rẽ. Quân vương vào thiên cung gặp mặt Đế Thích Thiên, ký kết hiệp ước. Người thúc đẩy chuyện này chính là Quan Âm Đại Thần và Như Lai Đại Thần. Họ âm thầm chia nhau ra dốc sức ở trận chiến thiên giới và Atula. Hai vị đại thần nếu không phải tuyệt đối tin tưởng vào đối phương thì sẽ không thể thành công. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, thử thách thật sự bây giờ mới bắt đầu. Như Lai tiến tới thiên binh nói, mọi người nhớ kỹ, đội quân của Tam Vương sắp đến đây. Chúng ta không được giao chiến với chúng, công việc của chúng ta là phòng ngự. Hãy cố gắng tém tém lại. Phải nhận biết rõ kẻ địch, trận hôm nay có một số Atula là chiến hữu của chúng ta. Thuộc hạ của quân vương đi lại trên thiên cung thì để mặc họ đi. Như Lai Đại Thần đang bận rộn điều chỉnh lớp phòng ngự của thiên quân. Sự sắp xếp đặc biệt trong trận chiến hôm nay không phải vị thần nào cũng chấp nhận được. Ngay lúc này Tây Phương tướng quân tiến tới trước mặt Như Lai nói, nhân lúc ta vắng mặt thì các ngươi đang dở trò gì thế? Lại đi cho phép Atula đi lại tự do trên thiên giới ư? Cái gì vậy? Bọn Atula nó đánh vô đây rồi lại bảo bên ta không được đánh là sao? Như Lai nói, Tây Phương tướng quân, ngài về vừa đúng lúc, ngài có thể giúp đỡ về mảng phòng thủ đấy. Tây Phương tướng quân nói, Như Lai, đây đều là chuyện tốt ông làm đúng không? Trước giờ ông đều đứng về phe bọn Atula. Như Lai nói, ừ, nói vậy cũng được, ta thấy mọi chuyện tiến triển ổn đấy chứ. Tây Phương lao tới túm áo Như Lai nói, chúng ta và Atula là kẻ thù chuyên kiếp, có biết bao nhiêu thiên thần chết dưới tay bọn chúng không hả? Đi thỏa hiệp với bọn Atula, ông có biết tướng sĩ thiên giới rủa ông nhiều cỡ nào không? Hành động này của ông là bán đứng thiên giới, là sỉ nhục bọn ta. Như Lai nói, ai muốn vì vinh nhục, tư tâm của mình mà không muốn nhìn thấy một tương lai hòa bình thì đó là chuyện của họ. Còn hiện thực bây giờ chính là Đế Thích Thiên đã hạ lệnh rồi. Chúng ta sẽ cùng Quân Vương đánh lại Tam Vương, mà Quân Vương là đồng minh của chúng ta. Ai tấn công đồng minh thì chính là kẻ địch của thiên giới. Tây Phương tướng quân nói, ta sẽ không chung vai chiến với Atula, thiên quân cũng vậy. Như Lai nói, ngài sai rồi, chúng ta là đang bảo vệ thiên giới, đánh xong trận này đã rồi mới nói mấy chuyện này đi, cáo từ. Như Lai tiến tới nơi Sát Tâm Quan Âm đang đứng. Sát Tâm Quan Âm nói, sự bất mãn của thiên quân ngày một cao, nhất là đội trước giờ luôn chiến đấu ở tiền tuyến, một nửa không sử dụng được, ngoại trừ điều này thì cũng xem như thuận lợi. Tướng sĩ thiên giới quá gắt với việc kết đồng minh với Atula, đây là việc đã lường trước. Nhưng thiên quân bất mãn với bọn cuồng vương rất có thể sẽ không kiềm được mà đi tấn công, vậy thì chúng ta sẽ loạn. Như Lai nói, chỉ có thể là để họ lui xuống phòng thủ mà thôi. Lúc đầu ta đề nghị việc kết đồng minh với cuồng vương, y nói không được mà phải dùng cách của Atula. Mà cách này chính là đích thần cuồng vương đối phó với Tam Vương, thiên quân tuyệt đối không được tham dự. Đây là lời nói nghiêm túc, không ai hiểu rõ Atula hơn ta. Chúng ta muốn có được chiến hữu có thực lực thì chỉ có cách tôn trọng cách làm của họ thôi. Đây chính là đạo của Atula. Ngay lúc này phía ngoài không xa, đại quân Tam Vương từ các vị trí khác nhau lần lượt tiến xuống thiên cung. Trận chiến thật sự đã bắt đầu.